Con bên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dình tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm màu nhiệm tháng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sông xứng đang làm con cái Chúa. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện trên Cha ca sáng, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người.
Lạy Thượng con ở trên trời, chúng con người danh gia ca sáng nước cha thì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin che cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và chấm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thể ngắm Đức Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ con, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ con, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ con, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người.
người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ngủ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ Chúa Trời Sống, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng giản Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ngang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nhờ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng khoan dung và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức
con, mà con đã khá lòng phát minh lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc để tội cho xứng. Amen. Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay Chủ nhật thứ 34 mùa thường niên, giáo hội dùng Chủ nhật này để cho toàn thể giáo dân chúng ta mừng kính lễ Chúa Kitô Vua, vị vua luôn luôn trong ân sủng của Thiên Chúa, vị vua muốn cho mỗi người chúng ta học theo gương sáng của Người để phục vụ cho lẫn nhau. Vị vua sẽ cứu độ chúng ta qua chính cái chết của Ngài. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu Kitô,
vị vua để cứu độ chúng ta, cứu rỗi chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng với nhau bước vào thánh lễ để kính mừng vị vua vũ trụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thư nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Chúa ca trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, Chúa, vì vinh quang.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời khen ngợi chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel nguyện thứ hai. Hồi đó, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Kebron và thưa: Chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel chân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Kebron. Vua David lập giao ước với họ tại Kebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Chạy lên đền thánh Chúa, ta vui mừng. Chạy lên đền thánh Chúa, vui dường nào khi thiên hạ bão tối, ta cũng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem ơi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Từng chi tộc của Chúa chạy hội lên đến ở nơi đây để danh Chúa họ cùng xưng tụng như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó đặt Ngài xét xử, Ngài vàng của vương triều David. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha
đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cũng cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi." Phía trên đầu người có bản án viết: "Đây là vua người Do Thái." Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: "Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc chúng ta đã làm. Chứ ông này đâu có làm gì điều gì trái." Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông,
xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta phục vụ vua của chúng ta bằng cách chúng ta phục vụ lẫn nhau. Trong lễ trọng ngày hôm nay luôn luôn được diễn ra vào tuần cuối cùng của lịch phụng vụ của giáo hội, trước khi bắt đầu bước vào mùa vọng, bắt đầu một năm phụng vụ mới. Trong mùa vọng, chúng ta chuẩn bị cho cả hai cuộc quang lâm của Chúa Giêsu Kitô. Thứ nhất, chúng ta mừng Ngài được sinh ra tại Bethlehem và sự trở lại của Người với tư cách là một vị vua trong vinh quang trong ngày cánh chung. Vâng, mặc dù ngày lễ hôm nay tôn vinh có phần tính cách huy hoàng của Đấng Kitô, nhưng tiên tri Ezekiel đã nói lời tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Messiah rằng Ngài sẽ sống khiêm nhường như một người mục tử. Ngài sẽ tập trung nỗ lực tìm kiếm những người bị hư mất, những người lạc đường, những người đau khổ, những người đau ốm. Ngài nói rằng, ta sẽ giải cứu họ khỏi mọi nơi chúng bị phân tán khi trời nhiều mây và tối. Vâng, người mục tử này đã hứa hẹn cho chúng ta một nơi an toàn, một đồng cỏ xinh tươi và nơi nghỉ ngơi cho một đàn chiên mệt mỏi. Vâng, chịu sự chăm sóc của sự quan tâm của Chúa Giêsu Kitô theo lời của tiên tri Ezekiel. Sự chăm sóc này đến cho từng cá nhân mà Chúa Thiên Chúa sẽ thể hiện với từng con chiên của Ngài. Chính tôi sẽ trông nom và chăm sóc chiên của tôi. Tin mừng cho chúng ta thấy, đôi khi có những lúc chính Chúa Giêsu từ chối mình không phải là vua, nhưng cũng có những lúc Ngài nhận Ngài là vua. Thật ra Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận một vương quyền theo ý nghĩa của con người, theo ý nghĩa chính trị, quân sự hoặc quyền hành hống hách. Người không hề chấp nhận vai trò của một vị vua theo sự thông hiểu của con người. Tuy nhiên, người chấp nhận là vị vua lãnh đạo như ngôn sứ Ezekiel loan báo. Vị vua này là người chăm sóc các con chiên đã được trao phó cho mình. Vương quyền của vị vua này là sự phục vụ. Nói tóm lại, vương quyền của Chúa Giêsu Kitô chỉ được diễn tả một cách trọn vẹn và trung thực qua việc dành ưu tiên để phục vụ người nghèo và dành mọi nỗ lực để phát triển đức ái. Vào các thời điểm trong phúc âm, Chúa Giêsu chúng ta thấy trong thời điểm này Ngài sẽ sớm bị dẫn đến thập tự giá. Trước khi đi, Ngài loan báo cho chúng ta về sự trở lại trong vinh quang và sự phán xét cuối cùng. Với rất ít thời gian còn lại trong đời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài sử dụng bất cứ thời gian nào còn lại của họ, và cũng mời gọi mỗi người chúng ta nữa phải sử dụng một cách khôn ngoan và tốt đẹp, không phải vì tư lợi, nhưng mà là để có sự chăm sóc những nhu cầu của những người
mà chính Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta, những người trong gia đình, những người thân quen, họ hàng thân thuộc, những người bạn bè và trong cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta biết rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho một trong những người bé mọn ấy là chúng ta làm cho chính Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ vị vua của chúng ta bằng cách phục vụ lẫn nhau. Chúa Giêsu là một vị vua có thể nói rằng không giống như những vị vua khác. Chức vương niệm của Ngài, chức vương niệm duy nhất Ngài được đội trên đầu thì bằng gai và dây buộc. Khi chúng ta kết thúc mùa thường niên để bước sang mùa vọng, mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống của mình. Chúng ta đã đóng vai trò quản lý những món quà mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, qua thời gian, qua những ơn lành. Chúng ta đã quản lý những món quà ấy như thế nào trước khi chúng ta gặp vị vua của chúng ta đến trong ngày cánh chung, trong ngày Chúa đến với mỗi người chúng ta cách riêng. Chúng ta hãy cầu nguyện để khi bắt đầu mùa vọng sắp tới đây, chính Chúa Giêsu sẽ dẫn dắt chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong cách thức chúng ta phục vụ lẫn nhau, giúp chúng ta biết thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với gia đình, đối với cộng đoàn giáo xứ bằng cách chúng ta yêu thương phục vụ lẫn nhau. Xin cho mọi người chúng ta biết tận tâm chăm lo cho những người đói nghèo, giúp đỡ những ai hèn yếu, an ủi những ai đau khổ, bệnh tật, để họ được sống trong tình yêu muôn đời của chính Thiên Chúa trao ban. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Thiên Chúa ơi Thiên Chúa, ánh sáng ơi ánh sáng, Thiên Chúa thật ơi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng đáng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông truyền.
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Chúa của vũ trụ và lịch sử. Nơi Người, lịch sử nhân loại và vũ trụ vạn vật có được sự hoàn tất siêu việt của mình. Chúng ta dâng lời nguyện lên Chúa, Đấng là Chúa, là vua của thế giới và của mỗi người chúng ta. Triều đại của Chúa Kitô đã hiện diện trong giáo hội. Xin cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục luôn đầy ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để khôn ngoan xây dựng và dẫn dắt giáo hội đến ngày hoàn toàn trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo, quốc gia điều hành đất nước với lương tâm chân chính và lòng yêu nước, thương dân, để người dân được hưởng sự thịnh vượng và sống xứng với phẩm giá con người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Xin cho các Kitô hữu biết nỗ lực sống đức tin, phúc âm hóa tâm hồn và đời sống mỗi ngày để được hưởng niềm vui cứu độ tại thế và vinh phúc nước trời mai sau. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Xin cho chúng ta liên lỉ kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, nhiệt thành yêu mến phục vụ tha nhân, để được vui mừng ở lại trong tình yêu cứu độ của Vua Giê-xu hôm nay và mãi mãi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta qua lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Kitô làm vua vũ trụ, làm chủ muôn loài. Xin cho chúng con biết chế ngự thân xác, làm chủ bản thân để chiến thắng tội lỗi, sống theo ý Chúa, bước trên con đường tình yêu và được ở trong vương quyền của con Chúa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con xin chân thành kính
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ca tụng vô vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đấng cử đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và lên sông Chúa sống lại cho ta.
Này lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha truy lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin cương
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thánh Đức Mẹ Chúa Trời khiến cho trời